Muộn đi đây, mà bắn làm chi trời. Rồi nó về chịu đau không nổi rồi đây. Mà nhiều lắm nó về ơi. Nhiều hơn cô em không? Hơn cô chị không? Nhiều hơn nhiều. Cô là cục mụn rõ ràng. Con bé này là mụn nó phải tìm. Mụn hắn mà không tìm ha. Mụn này mà đi bắn là một sai lầm lớn. Cũng còn có duyên đó. Nói chung là cũng có người chỉ qua đây cũng là một cái cơ duyên. Nói chỗ này lùng cái là đây đúng không? Thường thường là kiểu như cũng sợ cái mặt mà xíu mấy cái chỗ này mấy. Nhưng mà lỡ các bạn ỉn thứ ba ỉn ba em thì Dám hình nào cái tay em cái nặng lực ghê lắm bé đau lắm lo cái gì đau trời chứ đau tay lo tay này bốt ghê lắm nó rệt ra mình tưởng nhẹ tưởng nhàng tưởng nhẹ nhàng mà dễ ở nhiều dàng người lo khác làm nhiều nhẹ chứ sao người đó nó đưa tay nhiều đến vậy thế ạ. họ tưởng mua nhẹ là kêu không đau ù chỗ này nặng cũng không đau nè tay rạng đau chứ chà. Kìa, mẹ coi nổi da gà kìa. Bữa mẹ kêu là nhìn không có gì hết. Không thấy Không, gì. bây giờ già nặng thì chỉ ra con quay thôi kìa. Mẹ con có nói mình không tin. Tại vì Ui. nhìn không thấy thật mà. Nếu người bình thường nhìn vô sẽ không thấy mụn. Nhưng mà vì em nhìn là em thấy. Mụn quá này mụn vàng khè. Không vàng vàng mà kia. À, bà nói là đúng rồi mụn đá luôn. Nói chung là mụn này á, đáng lẽ là mụn không vàng này. Nhưng mà thấy ra vàng, cũng hơi vàng. Trời đã. Không sướng. Bà nhỏ cười. Chị bị nghiện em nè. Nghiện là mụn. Đã gì sợ. Như một con dung. Đau. Tự mới lấy được tiền họ chứ. Đúng rồi, tiền một. Dạ. Coi cái này chập bị nghiện đó coi là ghiền coi đây coi chập là thấy sợ mà chuyển qua nghiện tự nhiên không thấy mà mình nặng ra là coi là thích lắm.
Má em bị hư rồi. Bạn cô đi chưa không đó? Chưa, bình thường. Cô có bị cái trán hơi nặng xíu thôi. Đúng rồi. Uống thuốc. Uống thuốc nhiều không tốt nha. Không, uống thuốc thì nó hay thuốc rồi nó lây lại, nhưng mà thuốc thì chị biết rồi, nó có hai mặt á. Thì nó đỡ thâm thôi, nó bình thường, câu dễ mà. Bé này mới bị rỗ này. Vậy là mấy ngày này mà không có tâm là thành ra là, ví dụ như làm về thẩm mỹ cũng được, làm không có tâm là làm cho họ là nó thiệt á, ác nhất luôn. Cái nó họ dùng cây, họ dùng cây là nó chỉ được nửa thôi, nó không hết cái chân đâu. Không quen à, làm đây xong là về liệt luôn, liệt tay luôn. Cái người mà cái chờ chị là ai để lấy biết không? Mập mập à? À coi ấy em làm đi. Bụng này sao mà? Đố chị mà nhìn ra thấy mụn mà em chích là okay. Giờ sáng chị làm miết luôn. À, tại vậy đụng vô không bị rùng tay. Em cũng không biết nữa, mấy ca nhiều khi em ngồi đi miết tới tối bình thường. Nói chung cái gì làm gì cũng phải có tâm, làm không có tâm là không đi được đâu. Với lại phải đam mê, làm mà vì tiền vì đồ là nó rất liền. Ví dụ như người ta làm 1-2 năm thì cái gì đó nó khó, người ta làm thì nó được thôi. Chứ nó không có đảm bảo cái luôn thì trời, em nói là mỡ như như chi mà dẹp cũng như chi luôn, mỡ ghê lắm. Em trai 10 năm rồi chị. Em hồi xưa nói chung em làm nhiều chỗ lắm chị, em làm nhiều chỗ rồi, em có cơ sở kia mà em cho em rồi, cơ sở 135/1 cho em mở Hiền Nguyễn làm cũng được. Dạy cho hắn rồi. Nhiều người như mụn đá nha, mụn đá tự nhiên đi vô bệnh viện chi đi bán là da ác nữa, nó lủng thì chết trơn luôn. Răng mà ra. Cái này không bôi thuốc được, bôi thuốc chỉ có gôm hoặc là đẩy lên. Gôm muộn hoặc là đẩy lên, nhưng mà nói trong bé này là khoảng chữa trong vòng tháng thôi. Tháng hay tháng? 2 tháng. Bé về 2 tháng, mình đi tới tái lộ không? Yên tâm. Trời ơi.
ngồi chậm hẳn tục luôn. Em bị thái hóa bốt lắm xuống cổ rồi nè. Cái cuối đi đây ngầu cuối đi biết biểu răng mà. Tập đây ngày mồm tập mà vẫn đau như thường. Giờ mình cúi nhiều quá. Uống là ăn đỡ. Chú chả nhiều không biết nặng từ đâu. Chú chả lì lắm, lực chị mà không ra là biết cỡ mùa tao à, thấy một muỗng sâu sâu lắm, ra thả thả lắm cô ơi, cô ơi. Không lấy không được cái gì. Dạ mà nặng không ra luôn. Bây giờ ông bán chịu đau không được. Gọi Hồng Hà về. Một giờ muốn đi một giờ về thứ hai, một giờ nó nằm về nó cũng phải chứ. Một khóc dễ sợ. Hôm nay là phải bình. Chịu đau không được nữa kìa.
bị sợ. Da mụn lì quá kìa. Nặng mà thấy tội quá. Nặng thấy tội hết.
Nhìn mà cũng mệt nữa. Ba này chắc là tuần đi lần quên 3-4 ngày rảnh đi qua là nhiều quá. Người chị đó mua đi dành đó, khi đói ăn thấy bụng mì keo rồi đó. Mấy phút rồi? Được rồi đó. Cho bé chắc nghỉ. Vì sao?